Đến mắt rồi. Ủa, bắt được rồi. Trời ơi. Trời ơi. Con em à. Em ơi. Em ơi. Như như là một cái cục thịt mà nó rớt xuống nước vậy em. Đẹp dã man luôn. Đáng lẽ sai mới là đúng chứ không phải đúng. Đúng là sai. Nhưng mà em trả lời đúng có nghĩa là nó sai hay là em bây giờ em trả lời từ đúng. Thôi được rồi mọi người, em tự nguyện nhảy. Em trả lời đúng có nghĩa là sai. Là lần này cái cần đố anh bắt được em nữa không? Dạ thôi em nghĩ là em sẽ nhảy. Em sẽ nhảy hả? Tự nguyện luôn hả? Ủa làm sao để em nhảy xong em nhảy xuống nhưng mà em đứng được mọi người? Ấy là làm sao em nhảy xong em đứng vậy nè? Em muốn em làm lại sao á, để em không có chìm xuống dưới đó. Hồi nãy là có một khoảnh khắc là em kiểu em bị sốc, em không, em cảm giác là em không thấy gì luôn á. Bị chơi với đúng không? Mới cái 3 câu hỏi thôi mà em đã nhảy 2 lần rồi. Người ta đang là vệ sĩ giới thiệu ra lực lượng trai tráng so cái bẹt. Anh vệ sĩ, anh có muốn không? Anh mời anh vệ sĩ anh vô. Anh không hề muốn luôn. Thôi để em tự. Anh muốn không? Trời không muốn luôn mọi người. Từ hồi nãy giờ nhảy rất là nhiều mà vẫn chưa ướt tóc luôn là hiểu sao rồi đó. Nhưng thấy anh vệ sĩ đâu anh? Không cần đâu. Anh đi đâu rồi? À? Hiểu cảm giác đi em. Anh cười với em đó trời. Anh ơi, anh chưa ướt tóc. Vậy thôi, vậy thôi anh. Đón xem tập 33 Trí Khôn Ta Đây được phát sóng vào lúc 12:30 trưa chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2020 trên kênh HTV7.